Trong những năm gần đây, số lượng người Việt sở hữu ô tô tăng đáng kể. Bên cạnh thuận tiện cho việc di chuyển hàng ngày, nhiều người mua ô tô là để đưa đón con nhỏ. Tuy nhiên, nhiều thống kê cho thấy trẻ em ngồi ghế trước tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn. Đó là lý do Bộ Công an đưa ra đề xuất quy định trẻ em dưới 12 tuổi hoặc trẻ có chiều cao dưới 1m35 không được ngồi ghế phía trước ô tô và trẻ em dưới 4 tuổi phải có ghế chuyên dụng. Vì sự an toàn của trẻ, đề xuất trên đã nhận được sự ủng hộ của người dân. Tôi nghĩ đấy là một cái đề xuất rất là hợp lý, bởi vì ngay cả khi mà cái đề xuất ấy chưa đi vào chính thức là quy định thì tôi cũng đã chuẩn bị cái phương án này là khi sắm cái ô tô để thuận tiện cho việc di chuyển đưa con đi học ấy, thì tôi cũng đã mua ngay một cái ghế an toàn cho bé và cũng phân tích cho con hiểu được là ngồi ghế trước thì rất là nguy hiểm. Biểu tượng mới của thành phố tương lai phía Tây Hà Nội. Chuẩn mực và đẳng cấp vượt trội. Vị trí trái tim của đại đô thị thông minh đầu tiên tại Việt Nam. Triết lý sống xanh được thực hiện hóa trên từng không gian sống. Imperia Smart City, Thịnh Bích, Live Smart, một sản phẩm cao cấp của tập đoàn Bích Group. Tại hầu hết các quốc gia phát triển, đặc biệt là ở châu Âu và Mỹ, trẻ em dưới 12 tuổi bắt buộc phải ngồi ở hàng ghế sau của ô tô. Ngoài ra, các quy định về chỗ ngồi cũng rất cụ thể đối với từng đối tượng trẻ em dưới 12 tuổi. Điều đó đã hạn chế đáng kể những vụ tai nạn giao thông liên quan đến trẻ em. Trên 60-70 quốc gia là đã áp dụng luật hóa rất là chặt chẽ quy định về cái ghế ô tô đối với trẻ em. Thế và sau khi triển khai thì kết quả cho thấy là cái tác dụng rất là tích cực, có thể kéo giảm tới 70% các cái vụ mà chấn thương nghiêm trọng đối với trẻ em ở trên xe ô tô. Đây có thể nói là một cái giải pháp rất đơn giản nhưng lại có hiệu quả rất là cao, đặc biệt là đối với trẻ em vốn là một cái nhóm mà dễ bị tổn thương khi tham gia giao thông. Tuy nhiên, vẫn còn ý kiến băn khoăn về đề xuất cấm trẻ em dưới 12 tuổi hoặc trẻ có chiều cao dưới 1m35 không được ngồi ghế phía trước của Bộ Công an. Một số chuyên gia cho rằng Việt Nam chưa có nghiên cứu đánh giá cụ thể về các vụ tai nạn xảy ra đối với trẻ em liên quan đến độ tuổi và chiều cao, bởi thực tế hiện nay nhiều trẻ 12 tuổi nhưng đã cao hơn cả bố mẹ. Ngoài ra, khó chứng minh độ tuổi thực của các em nếu không có giấy tờ tùy thân. Trong cái phương tiện ấy, thì người ta đã có cái sản xuất cái loại ghế ngồi cho là trẻ em, rồi là ghế trước cũng đều là có cái dây đai an toàn. Thế thì cái việc mà chúng ta quy định như thế này đấy thì nó cần thiết đến đâu là cần phải tiếp tục có cái nghiên cứu. Có thể thấy đề xuất của Bộ Công an là hướng đến sự an toàn cho trẻ, những mầm non tương lai của đất nước. Tuy nhiên, cần thêm các nghiên cứu đánh giá một cách khoa học chính xác yếu tố nào, độ tuổi hay chiều cao là quan trọng để phát huy hiệu quả và tính khả thi của quy định khi áp dụng vào đời sống.